và 7.171 trường hợp tử vong. Covid-19 lan chóng mặt, các nước cuốn cuồng ngăn chặn. Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thúc giục người dân nước này tạm ngưng hầu hết các hoạt động xã hội trong vòng 15 ngày và không tụ tập quá 10 người nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng ở Mỹ. Theo khuyến cáo mới, người dân Mỹ nên tránh đi lại tùy ý, không đến nơi quán bar, nhà hàng, khu ẩm thực hay các phòng tập gym. Hiện nước này đã có 3.478 ca, 68 trường hợp đã tử vong. Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới, thêm 3.233 ca nhiễm mới và 349 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và người chết trên toàn quốc là 27.980 và 2.158. Cũng trong ngày hôm qua, Canada đã đóng cửa biên giới với tất cả các công dân nước ngoài, ngoại trừ công dân Mỹ. Đây là một bước đi quan trọng trong những tình huống đặc biệt. Thủ tướng Canada cũng khuyến cáo người dân ở trong nhà và hạn chế tiếp xúc với người khác nhiều nhất có thể. Số ca tử vong tại Canada hiện đã tăng lên 4 người, trong khi một số người bị nhiễm là 407 trường hợp. Quyết định đó cũng được Malaysia đưa ra vào tối qua khi thủ tướng đã tuyên bố đóng cửa đất nước trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 3. Theo đó, tất cả những cơ sở của chính quyền cũng như khu vực tư nhân sẽ bị đóng cửa, trừ những cơ sở cung cấp các dịch vụ thiết yếu như viễn thông, vận tải, ngân hàng. Trước những quyết tâm quyết liệt này, Đại tá Hà Thế Tấn, tiểu ban kỹ thuật chống COVID-19 của Bộ Quốc phòng đã có những chia sẻ không thể bỏ qua ngay sau đây. Hiện nay Việt Nam chưa vào giai đoạn lây lan mạnh trong cộng đồng. Đặc điểm giai đoạn này là nguồn lây nhiễm chủ yếu từ châu Âu và Mỹ. Nếu dịch bệnh ở châu Âu và khu vực khác diễn tiến xấu, người Việt ở nước ngoài có thể ồ ạt về nước. Nhóm này về nước với số lượng đông là nguy cơ rất lớn. Chính phủ nên duy trì các biện pháp lập tức cách ly 14 ngày như đã áp dụng với công dân Việt Nam về từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Việt Nam đang áp dụng phương pháp cách ly hết sức hiệu quả. Việc cách ly một tuyến phố hay một xã, thậm chí là khu vực lớn hơn, dĩ nhiên tốn kém, nhưng tổn thất sẽ thấp hơn so với để lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cho 10.000 người chắc chắn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với điều trị 1.000 người mắc bệnh. Điều quan trọng là không làm đảo lộn đời sống tâm lý của người dân, nên khai báo trung thực và không nên trốn tránh cách ly. Hãy coi đó là quãng thời gian để sống chậm. Cũng theo Đại tá Hà Thế Tân, dịch bệnh có 3 mắt xích là nguồn truyền nhiễm, yếu tố trung gian truyền nhiễm và khối cảm thụ, những người chưa bị lây nhiễm. Nhưng với COVID-19, cần ưu tiên tấn công mạnh mẽ vào nguồn truyền nhiễm, nghĩa là việc phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly cực kỳ quan trọng. Đây là một trong những điều mấu chốt trong phương pháp ứng phó dịch bệnh của Việt Nam. Đến thời điểm này, chưa có thể dự đoán khi nào hết dịch bệnh. Với các giải pháp mạnh mẽ của chính phủ, cùng sự vào cuộc của tất cả các ngành, đặc biệt là ngành y tế, cùng với yếu tố thuận lợi khi mùa hè đến, nhiệt độ lên cao, thì có thể sớm khống chế hoàn toàn COVID-19. Về quan điểm miễn dịch cộng đồng để virus lây lan cho số đông nhằm tăng sức đề kháng toàn dân, Đại tá Tấn khẳng định WHO không khuyến cáo và Việt Nam cũng không bao giờ áp dụng cách này. Trong lịch sử chống dịch truyền nhiễm trên thế giới, chưa có nước nào áp dụng biện pháp trên, nhất là với đại dịch. Muốn tạo miễn dịch cộng đồng thì phải tiêm vaccine, chứ không phải bằng cách để dịch tự lây lan. Ra sức chữa trị mới mong giảm số tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này. Thế nhưng như các chuyên gia y tế, với người lớn tuổi và đã có những bệnh lý nền thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt, với bệnh nhân ung thư sẽ dễ trở nặng nếu mắc COVID-19. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, giám đốc bệnh viện ca, trích dẫn nghiên cứu được các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện và công bố tháng 3 trên tạp chí The Lancet Oncology. Nghiên cứu thấy người bệnh ung thư có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn so với người không bị ung thư. Nhóm nghiên cứu tổng hợp số liệu từ 1.590 bệnh nhân tại 575 bệnh viện ở 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Có 18 bệnh nhân có tiền sử điều trị ung thư hoặc đang điều trị ung thư bị nhiễm COVID-19, tương đương 1%. Người bệnh ung thư đang hoặc vừa được điều trị phẫu thuật hay hóa chất khi nhiễm COVID-19 có nguy cơ gặp biến cố lâm sàng nặng, cần điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong cao hơn so với người không ung thư.
dù nguyên tắc và các phương pháp dự phòng COVID-19 không có gì khác biệt so với người bình thường, nhưng người bệnh ung thư cần phải đặc biệt cẩn thận hơn và thực hiện chúng một cách triệt để và nghiêm ngặt hơn, cụ thể là tránh tiếp xúc với nguồn lây và nơi đông người. Cùng với đó, người bệnh ung thư cần được chăm sóc dinh dưỡng tích cực để duy trì sức khỏe, tăng cường miễn dịch chống lại bệnh ung thư cũng như là các bệnh nhiễm khuẩn cơ hội. Thưa quý khán giả, khi các trường hợp nhiễm COVID-19 sinh sôi trên khắp thế giới và các quốc gia thực hiện các biện pháp mạnh như là rửa tay nhiều lần, súc họng bằng nước muối, đeo khẩu trang thì lại quên đi một bộ phận vô cùng quan trọng được xem là áo giáp ngăn ngừa bệnh vô cùng hiệu quả, đó chính là hệ miễn dịch. Trước khi virus gây bệnh COVID-19 xâm nhập cơ thể, làm tổn thương các cơ quan quan trọng thì hệ miễn dịch sẽ hoạt động theo cơ chế nào để chống lại? Tại sao hệ miễn dịch lại quan trọng như vậy? Một vài thông tin chuyển đến quý vị ngay sau đây. Cứ 100.000 trẻ thì có một bé sinh ra không có hệ miễn dịch. Bệnh nhân AIDS bị virus HIV phá hỏng hệ miễn dịch cũng dễ chết vì các bệnh truyền nhiễm. Không có hệ miễn dịch, chúng ta chết trong vài tuần vì trên 1cm vuông bề mặt da đã có hàng chục ngàn vi sinh vật sẵn sàng tấn công cơ thể. Ngoài bảo vệ bên ngoài, hệ miễn dịch còn sàng lọc tế bào đột biến bất thường gây ung thư để tiêu diệt trước khi chúng gây bệnh. Nói về COVID-19, virus gây ra bệnh này có tên là SARS-CoV-2. Khi tấn công vào cơ thể sẽ vượt qua lớp da, niêm mạc ở mũi, miệng hay ruột, sau đó tấn công vào tế bào. Bắt tế bào phải sản xuất theo mã di truyền và nhân bản lên hàng ngàn, hàng triệu lần. Cho đến khi vỡ tung tế bào, hàng triệu virus lại tiếp tục tấn công các tế bào khác. Người nào hệ miễn dịch yếu, ngoài sốt còn bị khó thở do tổn thương phổi, rối loạn nhịp tim, suy thận cấp, đi ngoài, sốc và tử vong. Càng nguy hiểm đối với người có bệnh nền mãn tính như tim mạch, tiểu đường. Còn khi virus xâm nhập vào cơ thể có sẵn hệ miễn dịch, lúc này cơ thể sẽ sản xuất hàng loạt kháng thể và tỏa khắp nơi chống virus. Hệ miễn dịch tốt thì chỉ một tuần cơ thể đã tự tiêu diệt virus để được khỏi bệnh. Phản ứng của hệ miễn dịch càng nhanh thì hiệu quả tiêu diệt virus càng cao. Trong khi COVID-19 chưa tìm được thuốc điều trị và vaccine phù hợp, thì vẫn cần chế độ ăn cân bằng 4 nhóm dinh dưỡng: bột, đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Trong đó, nhóm vitamin A, D, C, B6, B9 có nhiều trong rau xanh, tăng sức đề kháng, đối phó với virus COVID-19. Bên cạnh bổ sung sắt, kẽm, vitamin C cho những người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh mãn tính. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, việc duy trì các hoạt động thể chất ít nhất 150 phút mỗi tuần như đi bộ, đạp xe, yoga sẽ kích thích tuần hoàn máu, tăng sự dẻo dai trước sự tấn công của virus. Lời khuyên cho người lớn tuổi nếu không có bệnh nền, không ăn kiêng, ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng mỗi ngày và giữ cho tinh thần vui vẻ, không chỉ giúp tăng đề kháng phòng tránh COVID-19 mà còn khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Đối với nhóm trẻ tuổi, có thể vì áp lực công việc mà ít tập luyện, mất ngủ hoặc ăn uống thiếu cân đối cũng ảnh hưởng đến sức đề kháng. Do vậy, chú ý hơn đến vấn đề này và không sử dụng chất kích thích để có sức đề kháng tốt. Thưa quý khán giả, Ngân hàng Nhà nước ban hành loạt quyết định giảm các mức lãi suất điều hành có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 3. Hiện nay, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh các mức lãi suất ở mức có lợi cho người dân lúc này. Nếu không kịp thời tháo gỡ khó khăn, e rằng các doanh nghiệp không còn cơ hội khôi phục. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam vừa tiến hành khảo sát các doanh nghiệp này. Theo đó, khoảng 15% doanh nghiệp ước tính doanh thu giảm 50% so với năm 2019. Hơn 50% doanh nghiệp ước tính số lượng dịch vụ logistics giảm từ 10 đến 30% so với năm trước.
Nhiều cảng biển của Việt Nam cũng có mức độ phụ thuộc tương đối lớn vào nguồn hàng xuất nhập khẩu có liên quan tới thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, do đây là khu vực cảng trung chuyển lớn nhất của thế giới. Covid-19 đã khiến các hoạt động vận tải hàng hóa của Việt Nam bị suy giảm. Khối lượng hàng hóa vận tải và luân chuyển hàng hóa theo các ngành vận tải tính chung 2 tháng năm 2020 đã chậm lại đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, vận tải hàng hóa đạt 297,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển. Theo đánh giá, hoạt động vận tải hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm trong luân chuyển hàng hóa do nhiều nhà máy tại Trung Quốc tạm ngưng hoạt động. Doanh nghiệp thủy sản cũng đang vào tình trạng khó khăn về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp trong ngành hàng này cũng đã đề xuất các chính sách để tiếp cận vốn, giảm chi phí vượt qua khó khăn, đồng thời đề xuất các ngân hàng nới lỏng thêm các điều kiện cho vay như chưa áp dụng tài sản thế chấp đảm bảo theo tỷ lệ, giảm quy trình thủ tục, điều kiện về thế chấp, tín chấp. Dự báo, kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 1.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020 do dịch. Trong bối cảnh này, tương lai kinh tế và xu hướng nghề nghiệp sẽ được nhìn nhận và đánh giá lại. Khi doanh nghiệp thay đổi cách thức làm việc thì cũng là lúc nhiều ngành nghề cũng thay đổi theo. Thay vì đến trực tiếp, cả khách hàng và người giúp việc đều có thể kết nối qua ứng dụng điện thoại như thế này. Đây được xem là giải pháp lựa chọn thông minh và an toàn khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm nay, công ty giúpviệc.vn đã nhận được hàng chục đơn đặt hàng yêu cầu cung cấp các giải pháp và nền tảng làm việc trực tuyến. Từ điểm danh, trao đổi đến kiểm tra tiến độ công việc, tất cả đều liên quan đến các thao tác trên máy tính. Giải pháp này giúp hạn chế tập trung đông người, khoanh vùng dịch và đảm bảo sức khỏe cho cả cộng đồng. Dịch Covid-19 đang tác động đến toàn bộ nền kinh tế và nhiều ngành nghề lĩnh vực, trong đó các lao động phổ thông và lao động trực tiếp chịu tác động nhiều nhất. Thách thức này cũng đặt ra ngay trong đào tạo nguồn nhân lực, đòi hỏi các trường phải ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến, chuẩn bị các ngành học mới để thích ứng kịp với yêu cầu của thị trường. Dự báo, tình hình dịch Covid-19 cũng khiến nhu cầu tuyển dụng ở những nhóm ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo cho đến điều khiển tự động hóa tăng mạnh trong thời gian tới. Dự báo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ có khoảng 49% công việc hiện nay biến mất trong 20 năm tới. Những ngành nghề trong thời điểm này có thể được yêu thích, chưa chắc sẽ có nhiều nhu cầu tuyển dụng trong tương lai. Đặc biệt khi Covid-19 đang làm thay đổi nhanh chóng một loạt mô hình làm việc, kinh doanh. Vì thế, chúng ta chắc chắn sẽ chấp nhận sự thay đổi này, nhưng ở mức nào thì còn tùy vào diễn biến dịch. Thưa quý khán giả, trong khi điều kiện sản xuất khó khăn, thì vẫn ghi nhận nhiều việc làm ý nghĩa vì cộng đồng, như phát khẩu trang miễn phí hay những vật dụng cần thiết. Có của góp thì quý, nhưng những người dành chút công sức cho cộng đồng vẫn là đáng quý nhất, ghi nhận của phóng viên chương trình tại thành phố Cần Thơ. Hơn một tuần nay, tập thể các bạn, đoàn viên thanh niên và cán bộ của nhà văn hóa thiếu nhi quận Thốt Nốt luôn tất bật với công việc may khẩu trang. Tranh thủ hoàn thành sớm việc cơ quan, chị Phạm Ngọc Thêu cùng 30 bạn đoàn viên cố gắng hoàn thành cho xong 5.000 khẩu trang kịp giao cho các em học sinh ngay khi có quyết định đi học trở lại. Không ai bảo ai, mỗi người một công đoạn, người cắt, người may, người giặt, người phơi và cuối cùng sẽ được đóng gói lại kỹ càng. Tính đến thời điểm hiện nay, nhóm bạn đoàn viên đã may được hơn 4.000 chiếc khẩu trang, mặc dù có phần vất vả khi phải chạy đua với thời gian đảm bảo năng suất, nhưng mỗi người đều cảm thấy vui vẻ, thích thú với công việc ý nghĩa này. Thì trong cái thời buổi mà khẩu trang y tế khan hiếm như hiện nay, cũng như là cái mình suy nghĩ là học sinh cũng sắp trở lại trường để học, thì mình nghĩ là nếu mà mua may được cái khẩu trang vải để phát cho các em thì nó cũng phần nào để cho các em bảo vệ được cái sức khỏe của mình, cũng như là khi mình đeo khẩu trang lên thì các em sẽ ý thức hơn trong cái công tác mà bảo vệ sức khỏe của mình trong cái tình hình dịch bệnh như thế này. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ trong việc may giá, nhưng với sự chịu khó tỉ mỉ qua từng đường kim mũi chỉ của chị Nguyễn Thị Yến Phương khiến cho những mảnh vải nguyên sơ trở nên muôn hình vạn trạng, đầy màu sắc. Điều đáng quý hơn cả trong đợt may khẩu trang này còn có hình ảnh các cô, các chú trong viện dưỡng lão quận Thốt Nốt. Bằng tấm lòng, họ mong muốn tiếp thêm sức mạnh để bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh, cùng nhau phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Từ trước tới giờ thì em chưa có đi học may, nhưng mà khi mà nhìn thấy mấy cô, mấy chú, mấy chị rồi á, may đó,
em nhìn theo thì học cái từ từ cái may được. Theo trung bình một ngày của em á, thì may khoảng 30-40 cái. Nếu mà nói may thì người ta nói là ô già cả mà làm sao mà may. Nhưng mà ông bà mình lại có cái câu là gừng càng già càng cay. Trong số những người mà già cả ở đây cũng là có những người họ cũng là thợ may. Cho nên thì cô nghĩ là dù cho thợ may hay là không thợ may, từng cái mũi chỉ lằn kim mà gửi vào trong từng cái khẩu trang đó, đó là cái tình cái nghĩa. Khi các em học sinh mà nó may vào, nó mang vào và nó nhìn thấy cái tính chất thủ công đó, cái tình nghĩa đó, thì cô nghĩ rằng các em nó sẽ xúc động. Và từ cái sự xúc động đó nó sẽ thấy cảm thấy yêu con người, yêu quê hương đất nước hơn. Và nó sẽ tạo thành một cái động lực cho các em nó học tập được tốt hơn. Chương trình may khẩu trang giải tặng học sinh nơi đây đang được lan tỏa và nhận được nhiều sự ủng hộ từ các mạnh thường quân. Với mong muốn chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, việc làm này không chỉ giúp giảm thiểu lượng khan hiếm khẩu trang như hiện nay, mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa. Thưa quý khán giả, virus SARS-CoV-2 chưa trị khỏi, ai nấy đều đang lo sốt gió. Vậy mà hiện nay, loại virus tin giả tồn tại cũng đang gây hậu quả khôn lường. Trong thời kỳ công nghệ không dây phát triển như hiện nay thì điều đó khó tránh khỏi. Thế nhưng, thứ virus này xuất hiện đã và đang làm ảnh hưởng tới việc phòng chống dịch bệnh, trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Dạ, đúng như vậy. Vậy thì để nhận diện và ứng phó với tin giả trên không gian mạng như thế nào? Đó là những nội dung đang được quan tâm hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lây lan và phát tán rộng. Đối tượng Phùng Ngọc Thắng, trú tại xã Cẩm Linh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, dù bị công an huyện Ba Vì xử lý về hành vi tung tin đồn sai lệch về dịch bệnh COVID-19. Trước đó, công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã triệu tập đối tượng Nguyễn Quý Trọng, sinh năm 1990, trú tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên trang Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, lực lượng công an toàn quốc đã tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ gần 1.000 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn xác minh làm rõ một số tổ chức và đối tượng phản động, chống đối, lợi dụng không gian mạng tung tin bịa đặt, xuyên tạc công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước. Nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang lan rộng sẽ tạo ra nhiều hệ lụy. Trên thực tế, Luật An ninh mạng và một số quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin nghiêm cấm và điều chỉnh các hành vi phát tán lan truyền thông tin thất thiệt trên không gian mạng. Tuy nhiên, các trường hợp bị xử lý về hành vi này chưa thực sự có sức răn đe. Đưa thông tin sai sự thật không những gây nên sự hoang mang trong quần chúng nhân dân mà còn ảnh hưởng tới tình hình kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng với việc theo dõi và xử lý nghiêm các chủ tài khoản Facebook đó, thì việc tiếp cận các nguồn tin chính thống là điều hết sức quan trọng, nhất là khi hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Và trước bão tin giả, nhiều quốc gia từ Á sang Âu đã áp dụng những biện pháp từ cảnh cáo, phạt tiền đến bỏ tù người tung tin thất thiệt. Một năm nay, anh chơi Go chưa về thăm quê của mình tại Trung Quốc. Mọi thứ đều ổn cho đến khi anh nhận một cuộc gọi điện thoại của bạn mình. Bức ảnh anh Cherry đeo khẩu trang đi cùng bạn gái tại sân bay Vancouver xuất hiện trên trang web tin tức địa phương trong một bài báo về dịch COVID-19. Anh không biết được bức ảnh được chụp như thế nào và tại sao bỗng nhiên nó xuất hiện. Nhưng thực tế là bức ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông với nội dung cảnh báo về một người đàn ông nhiễm COVID-19 từ Thượng Hải đến Vancouver. Phòng thí nghiệm bí mật, chữa bệnh bằng bùa phép, thuyết âm mưu của chính phủ. Bất chấp nỗ lực ngăn chặn của các công ty truyền thông, thông tin sai lệch về virus COVID-19 đang sinh sôi nảy nở khắp thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo sự bùng phát của COVID-19 dẫn đến cuộc khủng hoảng tin tức, khiến mọi người khó tìm được thông tin và hướng dẫn đáng tin cậy khi cần. Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới cũng không nằm ngoài cuộc chiến chống tin tức giả mạo liên quan đến virus COVID-19. Ngày 9 tháng 3, chính phủ Anh đã thành lập một đơn vị mạng để trấn áp hành vi phát tán các tin tức giả mạo liên quan đến dịch COVID-19 trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tại Trung Quốc cũng mạnh tay trong việc kiểm soát thông tin liên quan tới dịch COVID-19. Nếu gây mất trật tự xã hội sẽ bị kết án tù không quá 3 năm, giam giữ hình sự hoặc giám sát công cộng. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.
tại Thái Lan có thể đối mặt với án tù 5 năm và phạt 100.000 bạc, tương đương 3.200 đô la Mỹ. Trong khi đó, tại UAE sẽ bị trừng phạt theo luật trực tuyến. Người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 năm đến chung thân hoặc nộp phạt tiền tương đương hơn 816.000 đô la Mỹ. Còn giới chúng ta hiện nay rất cần sự tỉnh táo trong lúc đọc và tiếp nhận thông tin. Để tránh trở thành những nạn nhân của tin giả, hãy tìm đến những nguồn tin chính thống, kể cả là phải kiên trì chờ đợi nguồn tin đáng tin cậy. Tiếp tục chương trình hôm nay, không chỉ miền Tây, người dân thành phố Hồ Chí Minh còn đang lo thiếu nước sạch. Hiện thành phố đã có giải pháp nào? Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ công trình cấp nước mùa khô hạn. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương sẽ thu phí trở lại sau khi có quyết định mới từ Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý khán giả và bà con, người dân dùng sông nước miền Tây đang chống chọi với cơn khát khi hạn mặn tấn công. Không có nước cũng chết, mà có nước cũng chết. Nhiều đồng ruộng miền Tây Nam Bộ đang chết khát và chết mặn ngay giữa dùng sông nước. Không còn lời nào để nói về nỗi khó khăn này khi tình cảnh này đã vượt ngưỡng của trận mặn hạn mặn lịch sử năm 2016. Sau đây là những hình ảnh toàn cảnh vùng miền Tây sông nước đang chịu khát như thế nào. Thưa quý vị, Bến Tre là địa phương đầu tiên trong 13 tỉnh thành miền Tây đang ban bố tình huống khẩn cấp, mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 2 do hạn hán, nước biển xâm nhập từ đầu năm nay. Ảnh hưởng nhất chính là huyện Ba Tri, không ai tưởng tượng cảnh này lại xuất hiện trên cánh đồng bát ngát năm nào. Ông Nguyễn Văn Chấu, 44 tuổi, ấp An Thuận, cầm cụm lúa khô trên tay mà nát lòng. Bởi đất của ông là đất thuê, mà từ đầu mùa thì đổ tiền phân thuốc hết 3 triệu mỗi công. Giờ thì mất trắng, chỉ còn cách là thương lượng với chủ đất, mong giảm được ít tiền thuê. Cây còn chết, thì huống hồ gì là nước sinh hoạt lấy đâu mà có. Đây là nhà của bà Lâm Thị Ngọc Dung, 70 tuổi, ở xã An Ngãi Tây. Bà đã mua gần 20 lu nước, dùng tiết kiệm, nhưng mà đến giờ thì đã hết. Bỏ tiền ra mua nước còn mắc hơn cả vàng. Còn tại tỉnh Tiền Giang, thủ phủ của cây ăn trái vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhìn con kênh này đây ạ, cũng đã hiểu được điều gì đã xảy ra. Dòng nước cạn queo khiến cho hàng chục ngàn hecta cây trồng thiếu nước trầm trọng. Và dọc kênh N7, huyện Gò Công Tây, những chiếc máy bơm cũng nằm triệu trận như thế này vì không có nước để tưới cho các vườn cây ăn trái. Như đã từng thông tin, nguyên nhân là toàn lưu vực sông Mekong trong năm 2019, lượng mưa thì thấp kỷ lục, cộng với tình trạng các đập thủy điện thượng nguồn trữ nước chạy các tua bin khiến cho nước không hề xuống hạ nguồn. Trong khi đó, thì tình trạng mặn xâm nhập tại sông Sài Gòn, sông Đồng Nai diễn biến phức tạp, gây nhiều lo lắng vì việc cung cấp nước sạch ổn định an toàn cho người dân thành phố. Ông Trần Văn Khuyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saquaco cho biết, nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện khoảng 1,9 triệu mét khối một ngày, trong khi công suất của nhà máy cấp nước Saquaco là 2,4 triệu mét khối một ngày. Tuy nhiên, hiện nay miền Tây Nam Bộ ngập mặn nghiêm trọng từ trước đến nay, thì nước thô ở sông Đồng Nai, sông Sài Gòn ngày càng xấu hơn. Điều này làm cho việc lấy nước thô sản xuất cũng ảnh hưởng nhiều. Do vậy, việc tìm giải pháp cho nguồn nước thô sản xuất nước sạch là hết sức cấp thiết cho hiện nay hoặc ít nhất 5 đến 10 năm tới. Nếu sau thời gian này thì có thể có những ảnh hưởng khó lường đến việc cung cấp nước sạch cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cần xem xét điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng mang tính chiến lược cho tầm nhìn trên 50 năm và thời gian xa hơn trong việc đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, mới đây Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai thu phí trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi kiểm tra dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Theo đó, Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương lập và triển khai phương án thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để khắc phục tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông. Vận tải cũng được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đang triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Bên cạnh đó, áp dụng hình thức chỉ định thầu
Theo đúng chỉ thị số 11/2020 của Thủ tướng về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cần đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, đảm bảo tiến độ thông tuyến đồng bộ với dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, phát huy hiệu quả đầu tư. Liên quan đến thu phí tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hiện Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo đề án thu phí tuyến đường này. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động Đông Tây trưa nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.